Đoàn lãnh đạo huyện Chợ Gạo do ông Cao Tấn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình học trực tiếp của học sinh khối 9 tại trường Trung học cơ sở Lương Hòa Lạc, Trung học cơ sở Tịnh Hà, Trung học cơ sở Thanh Bình, Trung học cơ sở Trang Hưng Phước, Trung học cơ sở Long Bình Điền. Lãnh đạo huyện đã trực tiếp gặp gỡ ban giám hiệu, xuống các lớp gặp gỡ trao đổi với giáo viên và học sinh, động viên giáo viên và học sinh cố gắng khắc phục khó khăn, nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 12 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện có 2.613 học sinh khối lớp 9. Ngày đầu tiên đến trường có 2.438 em đến lớp, vắng 175 học sinh. Nguyên nhân là do một số học sinh bị F0, F1, một số em chỉ mới tiêm ngừa phòng COVID một mũi. Một số phụ huynh không đồng ý cho con em học trực tiếp vì lo ngại dịch bệnh. Nhà trường vẫn tạo điều kiện để các em không đến trường học tập bằng hình thức học trực tuyến, để các em nắm được kiến thức cùng các bạn. Tại các điểm trường, khi bước vào ngày đầu tiên trở lại học trực tiếp, các trường đều bố trí đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch bệnh như có sơ đồ hướng dẫn học sinh đến lớp theo một chiều, có nước sát khuẩn, khẩu trang, máy xịt khuẩn tay, máy đo thân nhiệt. Các trường bố trí học sinh ngồi giãn cách theo quy định. Học sinh đem đồ ăn thức uống vào lớp, trường cũng không tổ chức giờ ra chơi, các em giải lao tại chỗ. Các trường chia lại quy mô lớp học thành hai lớp để đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh. Nhà trường cử lực lượng giáo viên thường xuyên đến lớp kiểm tra, nhắc nhở các em thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch. Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch phương án tổ chức thực hiện, trình Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện phê duyệt và triển khai đến giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh. Trong cái công tác chuẩn bị của trường thì trường đã chuẩn bị cho các em về các điều kiện để các em tham gia học tập trực tiếp trên lớp. Đó là mỗi lớp chia ra thành hai phòng, học ở hai phòng, đảm bảo số lượng học sinh trên mỗi phòng là không quá 24 em. Nhìn chung thì phụ huynh có tính đồng thuận cao đối với việc học đến trường học trực tiếp cho học sinh khối 9. Sau 7 tháng học online, học sinh khối 9 và khối 12 đang trở lại trường để nắm chắc kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng vào năm sau. Lãnh đạo huyện, xã, ban giám hiệu các trường, giáo viên đều cố gắng tạo mọi điều kiện để các em an toàn khi đến lớp, tạo được thói quen nề nếp phòng dịch cho học sinh.